Cố lên! Không 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 không! Có ai ở nhà không? Có người gọi cửa. Bố! Mở cửa ra. Bố! Có ai nói cái gì à? Chắc là chẳng có gì đâu. Ôi chà, đọc sách tiếp nào. Này, tôi biết có người ở trong đó. Ôi trời ơi. Rồi, mình đi mở. Bình tĩnh quá ha. Dù sao thì, xin chào. Chị có một món hời cho bé đây. Chiếc chảo đổi đời nhé. Em không quan tâm đâu. Còn máy quét bụi tuyệt vời này thì sao? Nhà em sẽ không còn hạt bụi nào nhờ nó. Không. Ok, chị thích thử thách. Wow, hãy nhìn máy vệ sinh cá nhân này. Tài và mũi em sẽ sạch sẽ. Thử đi. Wow, em cảm ơn. Hay quá. Tuyệt, thanh toán cho chị đi. Ồ, phải. Dạ đây ạ. Hả? Cô đùa chị đây à? Này, đừng vội đóng cửa. Chỉ muốn thử ngay và luôn. Mong là hiệu quả. Xem nè. Oh, nhột quá đi. Mình rất thích. Khoan đã. Mình có một ý tưởng. Lại đây bố ơi. Cái gì đấy? Ngồi im nhá. Còn đang làm gì vậy? Tin con đi. Ở trong tai của bố này. Ew. Kinh. Tai bố bẩn thế cơ hả? Không ổn rồi, bố phải đi đây. Thiết bị hay đấy. Bán cho tôi một chiếc. Có liền đây. Của cô này. Kẹo của con này Betty. Đi thôi con yêu. Ngon quá. Đợi chút nào cục cưng, mẹ phải nghe đi ấn. Alo. À xin chào, lâu rồi mới nói chuyện nha. Mẹ ơi ơi. Đâu có, không thể tin nổi luôn. Rồi rồi Betty. Kẹo của mình. Phải nhặt lên thôi. Bẩn quá à. Bông bay của mình đâu rồi? Không, quay lại đi. Xin lỗi bạn bóng bay. Sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt chứ? Sao vậy Betty? Ồ, tí nữa gọi lại nhá. Không sao đâu bé con, để mẹ giải quyết vụ này. Bán nhanh nhanh dùm tôi cái. Rất vui vì được phục vụ. Đáng lẽ mình không nên bỏ học. Mình phải ngăn không cho sự cố đó xảy ra lần nữa. Mình sẽ buộc giấy bóng bay quanh kẹo mút. Thế là ngon lành rồi. Của con này Betty. Wow, con cảm ơn mẹ. Nhìn này, bóng bay không bay đi luôn. Tuyệt quá con yêu. Con vui lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Để đấy cho mẹ. Lạ lùng quá đi. Cười nào con yêu. Để con chỉnh lại tóc. Chụp. Chụp một kiểu cùng đi. Sẽ đẹp lắm ạ. Để mẹ xem nào. Ồ, cưng muốn xỉu luôn. Ồ, mẹ biết. Mẹ. Sẽ tuyệt lắm đây. Mẹ về. Mệt dã man. Nhưng mẹ có ảnh rồi. Mẹ, không cần phải làm vậy đâu. Mình có thể dùng máy in mini. Con sẽ dùng ứng dụng trên điện thoại để chọn bộ lọc. Rồi nhấn in. Wow, u là trời. Con kìa, công nghệ tuyệt vời quá đi thôi. Mẹ sẽ thử nó ngay. Được rồi nè. Ảnh này hài chết đi được. Phải cho mấy cô bạn xem mới được. Wow, chúng ta đẹp quá đi. Phải làm sao nữa? Thử một miếng đi bé con. Không, con chả thèm. Thấy ghê lắm. Oh, biết rồi. Ăn xong mẹ cho đồ chơi này. Thôi ạ. Rồi, hay là mấy cái Poppins này. Còn có một cái rồi nè mẹ. Còn chả thèm. Bó tay. Thế còn vali đầy tiền này. Con sẽ mua được nhiều kẹo lắm đấy. Quá trời tiền luôn. Không,
mẹ đừng mua chùa con. Con đúng là khó nhằn đấy. Con không ăn đâu. Wow, căn bếp xinh đẹp của tôi. Hài thật đấy, con muốn chơi với bạn tiên cá. Tiên cá? Nó làm mình nảy ra ý này. Để làm bữa ăn vui vẻ hơn, các mẹ chỉ cần một cái thìa và chút đất sét mà thôi. Cán phẳng đất sét ra này. Sau đó, quấn nó quanh tay cầm của thìa và gấp nó lại. Sau đó, tạo hình cái đuôi cá bằng đất sét này. Thế là xong. Tiếp theo là dùng dụng cụ điêu khắc để thêm chút chi tiết cho đuôi. Nhẹ nhàng khắc đất sét bằng dụng cụ nào. Nhìn ổn đấy. Giờ chúng ta thêm vảy cá nhé. Bắt đầu từ trên cùng, rồi đi xuống phần tay cầm này. Nhớ đừng khắc sâu quá nhé. Chỉ cần một vệt nhẹ trên bề mặt là được. Khi đã xong, hãy đặt cái thìa lên khay nướng và cho vào lò. Lò sẽ nướng và khiến đất sét cứng cáp. Lấy thìa khỏi khay và để nguội. Bước cuối là tô sơn bạc lên cái đuôi. Mong cách này hiệu quả. Wow, thìa tiên cá này nhìn ảo diệu ghê. Con gái ngoan quá. Chào vợ yêu. Bố ơi. Chào con yêu. Bữa sáng của anh này. Anh chả ăn đâu. Nữa hả trời. Đúng là cha nào con đấy. Không, em đừng mơ. Vroom vroom. Skrrr. Skrrr. Xem nào, mình đã đóng gói hết đồ chơi của con chưa? Không thể quên mũ được và sách của mình. Và khăn ướt phòng khi con dây bẩn. Đầy mất rồi. Thôi nào, vào đó đi, mình biết nét vừa mà. Tuyệt, giờ sao đây? Thằng bé đang chơi gì đó ta? Ha, này, mẹ ơi, cái đó của con. Ok, hãy để mẹ lấy đồ chơi trong hộp này ra. Giờ thì nó đã rỗng, mẹ có thể nhét khăn ướt vào. Đó là một hộp nhỏ xíu, nhưng đủ để nhét vài tờ khăn ướt. Thế là xong, chỗ này chắc đủ rồi. Và nó chỉ chiếm chút xíu không gian thôi. Mẹ ơi, nhìn con làm gì này, còn có mặt bim bim nhá. Rất thông minh đấy. Tốt lắm. Nhưng mà chờ mẹ chút đã, để mẹ lấy khăn ướt. Lâu lắm rồi mình mới có sáng kiến thông minh như vậy. Đây này, mẹ chỉ muốn lau mặt cho con trai chút thôi. Đó, sạch rồi nhé. Chuẩn, không cần chỉnh. À, một buổi chiều thư giãn. Ôi trời. Ôi con yêu, nhìn kìa, vịt. Mẹ, mẹ làm đổ nước rồi. Ôi trời, thôi, đừng có lo gì nhá, để mẹ xử lý. Thấy không, mẹ vẫn còn khăn ướt, mẹ lau nhé. Chỉ cần chấm chấm thôi. Áo phông của con lại sạch sẽ rồi này. Được rồi, sao con không ăn quả táo này thay cho nước ngọt? Vroom. Bíp bíp, coi chừng, tôi đang đi qua. Rawr. Xe tải khủng long hạ gục mi. Rawr. Con yêu, con đang làm gì ở đấy vậy? Con yêu, mẹ đang hỏi con đấy. Ôi trời, tay con toàn đất với cát kìa. Chà, may là mẹ có khăn ướt ở đây. Đây, để mẹ lau tay cho con nhé. Phải chà một chút mới sạch. Vậy là xong, giờ thì con lại có bàn tay sạch sẽ rồi. Yay, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhất quả đất. Ê, mình vẽ như họa sĩ ấy. Phải thêm màu xanh nữa. Cô họa sĩ nhí của mẹ. Con chào mẹ. Ôi không, cái gì đây? Đừng nói là con hamster đó nha. Là bút sáp của con. Trời ơi, thế thì sao mà con vẽ ạ? Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mong thế. Sao con lại khổ thế cơ chứ? Đúng là tồi tệ. Cái khuôn này trông có ích đấy. Cũng đang thử mà. Mình sẽ cho bút chỉ gãy vào khuôn. Bỏ đầy các con số này. Thế là đủ nhé. Giờ đặt khuôn vào lò này. Như vậy, sáp sẽ chảy ra. Trò này giống như nướng bánh vậy đấy. Mong là sẽ hiệu quả. Đến lúc lấy khuôn khỏi lò rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Mình sẽ để sáp nguội lại rồi mới lấy khỏi khuôn. Nhìn hay quá đi. Mình sẽ xếp nó lên cái đĩa này. Mong là Cheryl thích chúng. Đó là sáp con thích nhất luôn. Không sao đâu con yêu. Xem mẹ có gì này. Đây là màu sáp sao? Là số này. Nên dùng cái nào trước ta? Mẹ ơi nhìn này, có nhiều màu lắm luôn á. Mẹ rất vui vì con thích. Con thích lắm. Ôi không. Mẹ ơi.
Muốn đi nghỉ dưỡng ghê. Tại sao chứ? Để xem nào, đặt vào đâu nhỉ? Ôi, tía má ơi, bản giao sắc kìa. Mình không thể để đây được, nhỡ thiên thần nhỏ của mình mở ra thì sao? Còn bé nghịch giao dễ bị thương lắm. Ôi không không không, không thể thế được. Mình phải cất đồ ở chỗ nào con bé không thể tìm được. Phù, yên tâm hơn rồi, con tôi an toàn rồi. Ok, nhặt đồ chơi cất đi cho gọn gàng nào. Mà chờ một chút, góc bàn này quá sắc nhọn. Thế này còn kinh khủng hơn dao nữa. Con bé có thể đập vào đây. Ôi không, không phải đầu gối của con tôi. Mình không muốn cái bàn này làm con bé khóc. Ôi trời, ôi không không không, không được, không thể được. Mình sẽ không có cái máy chết chóc đó ở trong nhà. Đó, dán gối vào các góc này nhìn yên tâm hơn rồi đấy. Không còn sắc nhọn nữa, còn sẽ được an toàn. Không thể quên khóa cửa được. Khoan, ổ cắm điện, ổ cắm điện ở trong nhà. Không, con đang làm gì nhỉ, con sẽ bị thương mất. Không 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 không, đừng nhé con yêu. Dừng lại ngay, con không được nhét cái gì vào ổ cắm nghe chưa. Phải nhìn con xem, trông bẩn chưa kìa. Đây, để mẹ lau cho con nhé. Mẹ phải làm gì với con đây? Này, chờ một chút. Nắp của gói khăn ướt có thể chính là giải pháp. Chuẩn, mình có một ý tưởng đỉnh của Chop luôn. Mình chỉ cần thay đổi một xíu thôi. Vậy là xong, mình sẽ chỉ cần tách cái nắp ra và dán nó vào phía ổ ổ cắm. Giờ thì có ốp tường rồi. Vậy là khỏi lo còn nhét ngón tay vào trong ổ điện nữa. Ok, con sẽ an toàn trong khi mẹ đi vắng. Mà chờ chút. Còn máy là... Ôi, mình sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi nhà. Vẫn chưa sáng bóng. Được rồi đấy, giờ chỉ cần lau sàn nữa thôi. Hả? Quá trời tóc ở đâu đây? Ghê chết mất thôi. Beautiful mất. Sốt xà lát mới ngon bá cháy. Sao lại có tóc ở đây? Không còn hứng ăn nữa. Cầm điện thoại đi. Không thể thế này được. Tóc ở đâu mà rải rác như rơm vậy trời? Cứ như mình sống với một con thú rụng lông vậy. Chuyện này có kết thúc không đây? Nó đến từ trên này. Phòng của Annie. Cuối cùng cũng đã tìm ra thủ phạm rồi. Thảm họa tóc này chấm dứt rồi. Annie. Hả? Nói là không phải đi. Annie của mẹ. Cái máy rụng tóc không giới hạn. Annie, con làm rụng tóc khắp nơi rồi đấy, có biết không? Này, mẹ ơi, sao mẹ phát điên lên vậy chứ? Con mới điên ấy. Tại tóc con ý. Tóc kẹt trong bàn chải rồi. Làm sao con lấy ra được cơ chứ? Mà này, biết đâu mẹ lại xử lý được. Đằng kia có cây lược à? Thế thì dùng lược lấy tóc đi. Ra ngay đây, thấy không con gái? Wow, dã man, cách đó mà cũng được nữa. Con có quên cái gì không vậy? Lược này làm thay đổi mọi thứ. Bởi vậy người ta mới gọi mẹ là mẹ siêu nhân. Wow, tóc mình có xoăn được như thế không nhỉ? Cứ thử thì mới biết được. 1, 2, 3, 4. Hả? Vẫn thẳng tuột thế này. Mình sẽ làm hết cả lọn cùng lúc. 1, 2, 3, 4. Được rồi, mình sẽ dùng dây chun buộc lại. Lần này chắc chắn là được. Tết tóc nhiều khi cũng làm xoăn nè. Tốt nhất là giữ cho thật chặt đấy. Không xinh lắm nhưng cũng kệ đi. Mình sẽ chẳng bao giờ có tóc lộng lẫy như trong tạp chí. Tại sao con khóc Annie? Vì con không xinh được như chị kia. Dù làm xoăn không phải nghề của bố, nhưng bố sẽ giúp con. Trước hết chúng ta phải chải thật mượt đã. Rồi xoắn thế này. Rồi thế này. Âu, bố. Ôi không. Sẽ mọc lại thôi. Mà chờ chút. Đúng rồi. Trước tiên xịt nước vào lọn tóc. Rồi dùng tay cầm của lược làm lô cuốn. Cứ thế cuốn tít lên trên. Oh hello, tóc xoăn. Wow, ai cần máy làm xoăn nóng cơ chứ. Và không lo, nhiệt gây hư tổn. Con cảm ơn bố. Thật mừng là bố nghĩ ra cách này. Nhẹ cả người.
một ngày lười biếng thong thả rửa xe. Phù, này nóng ghê cơ. Ồ, xin chào, gồng lên nhìn cho bự con nào. Cậu phải nhìn thấy cảnh ấy cơ, nhìn kìa. Không ai có thể cưỡng lại cú hất tóc của mình. Chào các người đẹp. Thời này ai mà còn làm trò đấy nhở, quê sệ. Họ đang cười vào bản mặt của mình sao? Ôi không, quể chết đi mất thôi. Thổi kệ, lau xe tiếp. Chăm sóc xe cưng thật cẩn thận, không tì vết. Sạch bong sáng bóng. Khá là hài lòng đấy. Bố ơi, đèo con đi học đi ạ. Vào xe đi con yêu. Dạ. Bố ơi đi thôi. Để bố bật nhạc lên đã nhé. Con thích bài này. La 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 la. Không, con làm gì vậy hả? Úi, xin lỗi. Bố mới rửa xe đấy. Nhưng mình vẫn sẽ nhảy một xíu. Woohoo! Bố mới nói gì? Không sao cả. Hít thở sâu. Nhớ về tiết học yoga hôm nọ. Khoan, mình có cách rồi. Áo phông này sẽ xử lý mọi chuyện. Bố sẽ chùm lên phần tựa đầu, rồi kéo nó chùm khắp lưng ghế. Đấy, tha hồ mà nhảy nhé. Con cảm ơn. La 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 la. Đi thôi. Mẹ đi lấy ít trái cây. Chờ mẹ nhé. Wow, son môi đỏ. Son môi đỏ có hợp mình không? Cứ như người nhớn ý. Trái cây. Mẹ ơi, giống nhau nè. Ồ, con gái làm mẹ vui quá. Mơ về kem ngon mát lạnh là tuyệt nhất. Mình có thể mơ màng mãi mãi. Và đã suýt thế rồi. Sao mình ngủ nướng trễ vậy chứ? Phải chuẩn bị đến trường nhanh. Gần đến rồi. Đây nè. Chắc mình không thể mặc pyjama. Áo này được không? Rất chi là ổn áp ấy chứ. Còn tóc thì sao nhỉ? Mình có để cái scrunchie nào trong đây không? Không, không có. Ê, mình có thể dùng cái đó. Thôi nào, đưa đây. Wow, mình làm giãn mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Mình chẳng muốn biết. Ôi trời. Thôi cứ thử buộc xem có được không. Không tài nào buộc chặt được rồi ạ. Chán như con rắn. Annie, cái dây này vô dụng quá mẹ. Để mẹ chỉ cho một mẹo nhỏ nhé. Con chỉ cần dùng đến chút nhiệt thôi. Xem nhé. Nhiệt sẽ làm dây chun co lại ngay. Đó, nó co về y như cũ rồi này. Tha hồ mà buộc tóc con nhé. Nè, cỏ giãn tốt chưa này. Đây. Wow, con xin. Chắc giờ con buộc tóc vô tư luôn. Xin chào đuôi ngựa. Giờ thì tự tin đến trường thôi. Annie, ba lô nè con. Bye mẹ. Shoo, shoo. Cái lũ muỗi này. Để mẹ xì thuốc chống muỗi cho con trai nhé. Không, mùi ghê lắm. Con đi đâu vậy hả? Thôi kệ, biết sao giờ. No, no, không bắt được con đâu. Ở đây tha hồ mà ăn kẹo này. Chuyện này đọc bánh cuốn thật. Dài ngon xỉu. Ồ, thôi xong. Đi hết đi. Mẹ ơi, để cho tôi yên. Hả? Tiếng liềm hả? Không, chắc tiếng gió cũng nên. Cứu con. Chết này. Lũ muỗi điên rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Con bị muỗi đốt quá trời. Lũ muỗi xấu xa. Đừng lo con yêu, mẹ có cách rồi. May mà mẹ có mang thuốc này nhé. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt lên băng đeo tay. Thế là lũ muỗi sẽ không dám đến gần.
Và con khỏi lo bị đốt nữa nhé. Nào, hôn mẹ cái coi. Ừ, con thả đi chơi với bọn muỗi còn hơn. Ảnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chết này. Cà phê thật đặc. Ừ. Ừ, con ở đâu ra thế? Chào bố ạ. Chào con. Con muốn ăn sáng. Được rồi, bố lấy ngay. Sữa này. Vui quá. Nó di chuyển tới lui. Đây này. Bố không nghĩ là con nên làm vậy đâu. Ăn ngũ cốc và dừng trò đó lại đi. Đừng đung đưa trên ghế, con sẽ bị đau đấy. Ăn bữa sáng của con đi nào. Bố sẽ đổ sữa. Ngon ngon. Ăn hết đi. Cảm ơn bố. Con bé ngoan ghê. Mình thích ngũ cốc và đung đưa trên ghế. Con vừa nói cái gì vậy? Không có gì bố ạ. Không đung đưa trên ghế, dừng lại đi. Không được, quá lắm rồi đấy. Nhìn mớ lộn xộn này nè. Oops. Thôi cái trò ngớ ngẩn đó đi. Tất cả những gì mình làm là dọn dẹp. Nó đi đâu rồi nhở? Mới đây cơ mà. Này, chờ đã. Chào bố ạ. Mình phải dừng trò này lại thôi. Đợi đã. Mấy cái móc này cho mình một ý tưởng. Mình phải nghĩ ra sớm hơn mới phải. Mình sẽ dán băng keo dưới chân ghế. Sau đó, dán núm hút lên băng keo. Giờ thì lật ngược ghế lại. Ăn ngũ cốc đi con yêu. Hả? Sao cái ghế không nhúc nhích nữa nhỉ? Nó đứng yên rồi. Được thôi, con sẽ ăn ngũ cốc ạ. Mình ghét cà phê. Đến giờ đi ngủ rồi con yêu. Gấu chết đi của con này. Con cảm ơn. Ngủ ngon nhé Ava. Sáng mai gặp lại nha. Ôi, tối quá đi mất. Mình không thích bóng tối. Thế là lệch mất lần xa của bố rồi. Bố đến đây, con gái. Sao hả? Có ngon thì nhào vô đây. À, con gái có sao không? Trời tối om, lại còn có bão nữa. Thôi, không sao đâu, con đừng lo. Mọi chuyện đều ổn mà. Bố đây mà. Bố đọc chuyện cho con nhé. Cứ nhắm mắt vào. Ngày xưa chắc ngủ rồi. Bố đừng đi. Shh. Bố vẫn đây mà. Cứ ngủ đi. Bố ơi. Có thế chứ. Ôi bố đây. Mình nghĩ ra cách rồi. Găng tay cao su này. Thế này này. Mình sẽ đặt găng tay vào cốc. Gập găng tay quanh vành cốc này. Mình sẽ tìm một cái cốc khác có gạo. Đổ gạo vào trong găng tay này. Giờ thì kéo găng tay ra khỏi cốc và buộc thắt nút. Chắc sẽ ok la thôi. Mình sẽ đặt lên tay Ava. Yes. Chuồn về phòng mình thôi. Au, chết tôi. Đừng khóc. Bữa sáng sẵn sàng rồi. Chào mẹ ạ. Chào buổi sáng con yêu. Mẹ sẽ làm cho con một bát ngũ cốc con thích nhất. Là món mà đứa con trai đang lớn nào cũng cần. Không được quên sữa. Ăn hết đi nhé. Ngũ cốc sao? Eo ơi! Sao con phải ăn chứ? Mình có gì khác không nhở? Oh, tô trái cây tốt cho sức khỏe. Được đấy. Đây nè con. Sô-cô-la sao? Đưa đây cho mẹ. Ăn trái cây đi,
trái cây dở lắm, con muốn ăn sô-cô-la hơn. Lau mặt của con đi nào. Kẹo dẻo con sâu. Làm sao? Ở đâu ra vậy? Thôi bỏ đi, đưa đây cho mẹ. Vâng ạ. Mấy cái này vứt hết vào thùng rác. Mình đã cố hết sức vì thằng bé. Cái gì vậy? Chà chà, nó cho mình một ý tưởng. Đổ trái cây xay nhuyễn vào đầy khuôn. Dùng nhiều loại trái cây như táo và dâu. Khi khuôn đầy, cắm que kem vào. Bỏ vào tủ đông để nó cứng lại. Lấy ra khỏi khuôn này và sau đó bỏ vào khuôn lớn hơn. Đổ sữa lên que, sao cho bao phủ hết luôn nhé. Bỏ lại vào tủ đông. Phủ lớp sô-cô-la lên que kem. Sau đó thì rắc sprinkles. Que kem thơm ngon bổ dưỡng cho bữa sáng đây. Con sẽ không phải ăn trái cây hay ngũ cốc nữa đâu. Thử món này đi. Thật hả mẹ? Ngon quá. Đây là bữa sáng tuyệt nhất. Ngon quá mẹ ơi. Chào mẹ. Nước ngọt. Ngon quá. Có vết gì dính trên mặt con vậy? Vết gì ạ? Không có gì đâu mẹ. Đợi đó, mẹ sẽ dùng băng keo cá nhân. Không đau đâu. Mẹ ơi, dừng lại đi. Mẹ, con nghiêm túc đây. Mẹ biết rồi. Trải một miếng băng lên một bề mặt phẳng. Vẽ lên băng keo cá nhân. Làm nó càng ngộ nghĩnh càng tốt. Giờ thì tô màu. Mấy con cú này dễ thương quá. Gần xong rồi. Băng keo cá nhân không còn nhàm chán nữa. Wow, nhìn đẹp quá ạ. Con sẽ dán nó lên. Yeah, con thích nó. Trông con thế nào ạ? Wow, mấy cái này ngầu quá. Cảm ơn mẹ. Mẹ thật tuyệt. Cậu điên à? Ốp của tớ mới là đẹp nhất. Của tớ. Không, của tớ. Của tớ. Của tớ, của tớ, của tớ. Chào các cậu, tớ cần chỗ ngồi. Được rồi, lấy đồ ra thôi. Các cậu vẫn tiếp tục tranh cãi sao? Nhìn này dễ thương quá. Không, cái này đẹp nhất, rất ngầu luôn. Ốp điện thoại của mình thì hơi chán. Ốp puppet kia cho mình một ý tưởng. Tất cả những gì mình cần là ít màu vẽ và cái ốp này. Đổ màu vẽ vào phần trong của ốp puppet. Như này nè. Dùng màu khác nhau cho mỗi phần nhé. Sau khi xong, hãy gắn điện thoại của bạn vào ốp. Chờ cho đến khi màu khô lại rồi gỡ ốp ra. Wow, kết quả thật tuyệt. Xem này. Wow, nhìn màu sắc kìa. Làm cho tớ với. Không cho tớ. Tớ sẽ làm bài tập về nhà cho cậu. Tớ sẽ làm.